Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên truyền hình FBNC với Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thiệu Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn Sơn Cova. Vâng, xin chào Triệu Hà trở lại. Thưa chị là ở Việt Nam thì hiện nay dường như, tôi nói dường như thôi, là cái vai trò của phụ nữ á, được tất nhiên là mình cũng có điểm ở trong cái khu vực này là nước mình đó, là có cái sự kêu là đề cao cái vai trò phụ nữ trên thực tế. Ừ. Chứ còn người ta nói miệng cũng nhiều lắm nhưng mà người ta không làm. Thì mình đó, hiện nay đó là vai trò phụ nữ đang là được cái đề cao trên thực tế, thì chị thấy rằng là ở vai trò của chị thì chị thấy rằng cái đó có đúng không ạ? Ví dụ như là cái vấn đề và phân biệt nam nữ ở trong trường học, phân biệt nam nữ ở trong cái doanh nghiệp, hay là ở ngoài xã hội, ở trong xã hội chính trị này, cái vân vân, thì chị nhận xét như thế nào? Theo với cái ý kiến cá nhân tôi á, Ừ. thì cái chuyện hàng ngày mà chúng ta vẫn nêu lên hàng ngày là ưu tiên phụ nữ, Vâng. thì nó có hai cái mặt của nó. Một mặt là phụ nữ mình hay bị thấy tự ti quá, Tự thành ra ti cuối quá. cùng phải để cho mọi người là phải ưu tiên, tức là mình tự tự suy nghĩ là mình thấp hèn hoặc là yếu thế Không, mình phải yếu đi, mà. phải yếu, mà cái tự ti đấy rất nguy hiểm, là làm cho giảm cái cường độ, giảm cái sự phấn đấu của anh đi. Đây là cái là không nên. Thứ hai là lúc nào cũng kêu là ưu tiên phụ nữ. Tôi nghĩ là không cần phải dùng cái từ đấy. Không cần, bởi vì ưu tiên phụ nữ có nghĩa là nói lên một cái phái rất yếu, cái gì cũng 10 điểm, 9 điểm cho 10 đi, 8 điểm cho 9 đi, cái ưu tiên phụ nữ, cái câu đấy là tôi Không, nghĩ nhưng mà là trên thực tế thì không. người Nhưng ta mà thực tế hiện cứ nay là vẫn như thế. cứ Và chính sách nhà nước Việt Nam là ưu tiên phụ nữ. Ừ. Tôi nghĩ nếu mà phụ nữ chúng ta mạnh mẽ lên, chúng ta không cần ai ưu tiên hết, mà chúng ta phải làm cho được những cái việc mình cần. Tất nhiên là do hoàn cảnh thì cái chuyện này không ai nói, nhưng phụ nữ là phải gánh vác con cái, phải ngang Dạ chuyện gia vâng. đình các thứ, là nó chi phối hết. Nhưng mà cái đấy người đàn ông phải hiểu. Ừ. Nhưng mà còn cái thứ hai nữa là tôi cho là nếu trong lãnh đạo kinh tế, người phụ nữ làm việc rất hiệu quả. Thứ nhất là không nhậu nhẹt, không nhậu nhẹt. Người đàn ông là thường hay đi tiếp khách, nhiều phụ nữ tiếp khách ngay bát phải uống hết, uống hết, không Vâng, có đúng. chuyện đấy. Thứ hai là rất là chi tiêu, rất là cho doanh nghiệp rất là chi ly, rất là cân đong đo đếm, chứ không phải là phóng sinh. Thì chính cái người phụ nữ là cái người mà nắm được cái túi tiền Vâng. chặt chẽ nhất, cũng như trong một gia đình mà trong một doanh nghiệp. Là Vâng. tôi suy tôi ra thì tôi thấy Vâng. là tôi không có lãng phí bất cứ cái gì, mặc dù hiện nay là có tiền. Ngày xưa là đi đi 20 năm về trước là đi 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 sang Mỹ ngủ sân bay, bây giờ tôi sang có thể Không, nhưng có bây chế giờ độ 5 trong sao rồi, đâu sợ trong nữa. ba đứa trong những đứa con của chị, có Ừ. người đứa nam nào mà nó giỏi và đứa nữ nào giỏi? Thì nếu mà người nam giỏi và người nữ con của chị đó, tôi ví dụ thôi, là hai đứa cùng giỏi ngang nhau, thì chị á, là thay, nếu mà chị lựa một cái người thay chị á, thì chị lựa em nào? Thực ra thì nó không không giỏi ngang nhau tất cả mọi lĩnh vực, nó À. tùy từng mặt. Ừ. Thí dụ như con gái tôi chẳng hạn, thì là nó cũng dạy bách khoa trước đây, thì nó cũng khoa hóa, sinh À. viên của tôi hướng dẫn À. tốt nghiệp À. đấy. Thì nó lại giỏi về mặt là tính toán, về kinh tế, về vấn đề đối ngoại các À. thứ đấy, thì nó rất là giỏi về mặt đấy. Thì mình còn ví dụ như thằng con trai tôi ở Hà Nội chẳng hạn, giám đốc Cova, thì nó rất là hay về cái chiến lược marketing. Tại vì cậu là dạy đại học nhưng dạy vật lý Ừ. với điện tử, Ừ. thành như bây giờ lại đi học ở bên Nhật một cái khóa về marketing nữa, thành như bây giờ về giỏi về lĩnh vực đấy. Thế còn thì cái cậu con trai của tôi ở Malai thì là ở bộ đội về, thì lại cậu lại là giỏi về một cách theo cái kiểu là giống của người lính đấy, À, quản lý theo kiểu kỷ của người luật. lính, hơi kỷ luật phát Ừ. triển đấy. Ừ. Thì đấy thì mỗi bọn à, em thành như bây giờ không thể nào chọn chọn ai được cả, Ừ. mà lĩnh vực này thì chọn em, là lĩnh vực này Chị thì đứa chưa con chọn, trai. nó có nghĩa là chị chưa có hề có ý định nghỉ Chưa có bàn hưu. giao. Không, chị chưa nghỉ hưu, đúng không? Chị chưa có ý định thôi. À, nhưng mà nói thật, trong thực tế chị có kế hoạch không ạ? Thực ra thì nói thật với anh là không có kế hoạch, vì đấy chuyện khoa học mà. Bây giờ mọi người tôi bảo tôi rằng là bây giờ chị phải tìm một cái ai đó kế cận, sau này chị già đi rồi chị không làm được việc để bàn giao các cái công trình khoa học, mà thấy rất là đúng. Mà bây giờ chưa chưa làm được cái việc đấy, chưa biết bàn giao cho ai. Vì con thì đứa nào nó cũng bận, mà lại nói lên cái chuyện đi mấy đứa cháu bảo nó đi học ngành hóa thì nó sợ quá, nó bảo khó. Và bây giờ là toàn là lao đi học luật với kinh tế, những cái cháu cũng đi học ở các nước, học ở Anh em về, nhưng mà nó không, không 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 đi vào cái lĩnh vực này, nên cái đấy là cái gai go Nhưng mà nhất người cho ta tôi. có khi nào có ai nói chị là như vậy, chị độc tài không, ưa cái ưa
kêu là tham quyền cố vị không, không chịu nhận. Đây là khoa học, là công trình, là công thức, à, khoa học. Chứ không phải là tham không, quyền mình, cố vị, không lớn có tuổi không thì... có cái quyền, nhưng mà thời gian nó còn thể làm cho cái trí não của mình rồi. Nó bị bây giờ nó khó là ra được những cái công thức này là phải bàn giao, nhưng bàn giao cho những người không tốt thì họ mang họ bán ngay công thức đấy. Đấy, mà nếu bàn giao cho con thì cũng không thể nào bàn giao hết được vì nó quá nhiều. Anh nghĩ là trong 20 năm nghiên cứu như vậy ra, cơ man nào là công trình, và mỗi công trình một cái know-how riêng. Thế bây giờ đưa như thế nào? Cho nên tôi mới đang bây giờ thì vẫn đang gọi là thôi mà kệ nó. Vì đang nhiều việc quá thì thôi cứ đến đâu hay đến đấy rồi là đến không đến mà như vậy là chị hạnh phúc rồi, bởi vì chị còn làm việc và rất là vui. Thì là ngoài ra thì cái công ty của chị đó thì ngoài cái giải thưởng COVA như là một công trình, như một công tác xã hội, CSR trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đó, thì chị có làm thêm những cái chương trình khác không cho xã hội không, như là từ thiện này kia không ạ? Từ thiện thì lặt vặt cũng có, cũng nhiều lặt vặt nhưng mà không có đưa thành tên tuổi thôi. Như COVA thì là tên chính. COVA thì nó là thành cái tên chính vì khó phó chủ tịch nước làm chủ tịch ủy ban. Không, nhưng mà tôi thấy COVA hồi nãy chị nói là phát học bổng cho sinh viên học sinh vừa khó. Nhưng mà tôi thấy vừa rồi là tôi có một ông đồng nghiệp là ổng già rồi, ổng cũng là cựu nguyên tổng biên tập báo Pháp Luật, mà ổng làm về từ thiện kêu là quán cơm đủ cười á. Ở đây được giải thưởng COVA đấy. À đó, ổng. Vâng. À, ổng được giải thưởng COVA. Ông giải thưởng COVA vừa rồi đấy, ở nhận được chứng nhận lập đấy. Như vậy là ổng không phải là theo cái 2000. Không, nhưng mà ổng còn phải theo cái classify là học sinh sinh viên nghèo đâu phải đâu. Không, cái giải thưởng COVA này là có mấy đối tượng. Đối tượng thứ nhất là sinh viên nghèo, học giỏi, vượt khó và đạo đức tốt. Nhưng mà phải là nghèo dưới 500.000, 500.000 trở xuống. Thứ hai là sinh viên có đề tài nghiên cứu khoa học và có ứng dụng thì là có thể là không cần nghèo, nhưng mà với là phải tốt và điểm là phải cao. Đối tượng thứ ba là nhà khoa học, các nhà khoa học và các tập thể. Vừa rồi phát cho cả đảo Trường Sa đấy chứ, tập thể Trường Sa chứ. Thì là nhà khoa học và có các cái đề tài mà ứng dụng của xã hội, còn khoa học mà nghiên cứu ra nhiều mà đuôn ngăn kéo thì cô Vang không trao. Ông bạn tôi là được cái là còn cái ông Lai Sư Ra là tấm gương sáng, người tốt việc tốt, người tốt việc tốt đấy, người tốt việc tốt. Hồi xưa ông thì biết báo là người tốt việc tốt phát phà, phát như vậy là mười mấy gương người tốt việc tốt, thì đấy là một cái mà cô Va làm. Và bây giờ thì rất mong kể cả ở đây không kể là tư nhân với nhà nước thì cả mà nếu là có người tốt việc tốt thì cứ làm. Ví dụ như chúng tôi đã trao cho cái ông mà giải quyết cái, lấy một cái đứa con mà để xóa được cái con chết theo mẹ đấy, ở vùng Huế mà đi lên miền núi đấy, là mỗi một lần là cứ mẹ chết là có bắt chốt, thì cái cô này là chuẩn bị chốt chôn cùng theo mẹ, thì ông đấy ông xin về và ông nuôi cái đứa bé đấy, và cô Va tìm ra được ông và cái đứa bé đấy lớn, và cả cái làng đấy họ bỏ luôn cái phong, bỏ luôn là, cái phong tục là cái con chết theo mẹ. Cái là hủ đấy, tục. Đây là giải thưởng cô Va cách đây mấy năm đó hay ví dụ như thế. Tức là phải tìm được những cái đối tác vô cùng là đặc biệt. Thì hiện nay các anh ở đây là nhưng mà chỉ có cái ban mà nghiên cứu, có một cái ban đi tìm những có cái ban tìm trong đó xác minh. Đấy, xác minh để cho nó nhưng mà ai đề nghị cái người mà đề nghị, ví dụ như sinh viên thì các trường đại học họ đề nghị nhá, các nhà khoa học thì các cái tập thể, ví dụ như vừa rồi phát cho Bệnh viện Chợ Rẫy chẳng hạn, là giải thưởng Bệnh viện Chợ Rẫy, là tập thể Bệnh viện Chợ Rẫy, là rồi, đấy đấy là Sở Khoa học, Sở Khoa học Hồ Chí Minh đề nghị rồi, xứng đáng ví dụ như thế. Hay là cái ông mà Bệnh viện Nhi Đồng chẳng hạn, giáo sư tiến sĩ mà bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng cũng được giải thưởng, đấy là cũng đấy họ đề nghị. Thế còn thì nhiều nơi các vụ viện họ tự đề nghị, rồi các tỉnh họ, Sở Khoa học các tỉnh họ đề nghị, khắp mọi nơi có thể đề nghị đến cô Va mà không hạn chế số lượng. Vâng, chị nói vậy là tôi thấy là bởi vì những cái giải thưởng ở Việt Nam mình đôi khi nó không có chuẩn á. Không có cái này chuẩn. Làm chuẩn lắm không sao. Cái này chuẩn bởi vì ít nhất tôi thấy qua ông bạn tôi chẳng hạn là ông là được giải thưởng cô Va đấy. Ông lao động này là hay, ông làm tuyệt vời, và anh em họ đến họ quay phim tại cái quán cơm đấy 2000 đấy, và thầy xem những người ăn mà xem ông nấu như nào, phải nói là rất xúc động. Đúng, xúc động. Thứ hai là Chợ Rẫy cũng hay đó, xứng đáng vô cùng. Vâng. Ngoài ra thì công việc của chị nó có, chị có cảm thấy bị stress không chị? Bị chứ. Chắc có. Nhưng mà chị giải trí như thế nào? Bị thì thực ra thì tôi có giải trí không chị? Tôi làm việc một ngày 14 tiếng. 14 tiếng chị. Thì trong đó thì là thời gian còn lại là cứ đều làm phòng thí nghiệm, còn ngoài ra là lãnh đạo chung chung mà điều hành mười mấy công ty. Tức là trong khi mà chị làm khoa học, nghiên cứu chị thấy thoải mái. Nghiên cứu thì tôi thấy thoải mái hơn là không bị chết. Nhưng mà ra chuyện ngoài đời thì rất là bị. Còn vô vào phòng thí nghiệm nghiên cứu tôi thấy sướng lắm. Thậm chí là tôi nằm ngủ mà mơ là cái công thức này nên đi thế nào nào, và tỉnh dậy ngay vì nhà tôi có 4 phòng thí nghiệm trong nhà mà.
dậy làm liền thì thấy nó thành công, tức là khi ngủ thì mình rất là thông minh. Đúng rồi. Thế cho nên là mơ mơ màng màng dậy này thì đấy là do cái sự say mê, đam mê. Còn ra ngoài đời mà nhiều những cái việc nhiều khi cũng bực mình. Đúng. Nhiều chuyện, nhất là vấn đề về trật tự xã hội rồi nhiều cái sự cũng khiếp khiếp khủng lắm. Đúng rồi, chị là hạnh phúc là cái chỗ chị đã đam mê khoa học và nghiên cứu, cái đó thì nó cứ trường tồn thôi. Vâng. Nó trường tồn và cái nó sẽ giảm bớt cái căng thẳng trong trong khi mà chị quản trị doanh nghiệp, tiền bạc, lời lãi, nhân sự rồi bao nhiêu cái đấy, bao nhiêu tiền. Giống như nó báo cáo cho chị vấn đề là điếu đóm chỗ này chỗ kia. Ừ, đúng rồi, rồi. Nhiều khi hai vợ chồng nó đánh nhau nó không gọi điện đến cho tôi anh ạ. Thì là vâng. Thành như rất là mệt mỏi. Vâng, vâng. Nhưng mà đối với chị là nhưng mà thành công khoa học thì tôi vui cho nên tôi quên hết đi. Vâng. Đấy. Bây giờ chị cũng hướng dẫn sinh viên này kia cũng cũng là cái hay. Vâng. Kính thưa quý vị vừa xem xong chương trình Nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên truyền hình FBNC với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Sơn-Cova. Thực ra là với câu chuyện của nhà khoa học, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Hòa thì tôi nghĩ rằng thời gian của chúng ta nó quá hạn chế, nó quá ít đi. Thành ra là lẽ ra là câu chuyện có thể kéo dài hơn nữa. Như tôi là tôi cũng thích còn đó là đặt nhiều câu hỏi nhưng mà thời lượng của chương trình thì nó tới đây đã hết rồi. Thành ra chúng tôi đành lời nói lời tạm biệt với quý vị khán giả cũng như với chị Hòa, và chúng tôi hy vọng được gặp lại quý vị trong những chương trình khác. Xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn chị Hòa. Yeah.